Xin chào các bạn nha, rất vui được gặp lại các bạn trong video hôm nay. Thì hôm nay mình có mặt tại cống cái bé để mà quay quá trình vượt cống của anh em vô lãi với lại những anh em gà trấu ở đây nha các bạn. Đây, anh gà trấu rất là bự đây các bạn. Lúc này đây thì cái cống đang được mở ra nha. Ở đây là cái bên thủy lực đây các bạn. Còn ở trên kia thì có anh, hình như là mình thấy có anh xà lan đang di chuyển đó các bạn. Đây là cái âu thuyền đây. Theo mình gà chấu anh cũng nước mở ra xong rồi gà chấu anh bê vô trong này nè. Để anh vô lại anh cũng di chuyển lên từ từ rồi đây. Khi mà cái cống mà mở vừa đủ chiếc vỏ lãi qua là ảnh chèn qua luôn rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đây là một cái máy đê. Cái này gọi là cái âu thuyền các bạn. Khi mà những anh em qua đây thì cái cửa cống ở phía sau cái âu thuyền này thì đóng lại, các bạn, nước nó không có chảy cho nên qua rất là an toàn nha. Ở gần thì anh cầu bà xa cả anh kéo dữ gì ta. Cái cháu nè đang đẩy ra để mà đi nha. Khi nào mà cái cửa cống mở hết hành trình nó mới qua được các bạn. Quá bự luôn. Những anh mà chạy cửa cống mà chạy ra chấu các bạn rất là nể nha. Ở bên đây có chiếc ghe nè, chiếc ghe đang lên nữa nè. Chuyển lên nha, các bạn thấy không, ở trên thằng ảnh thì cháu rất là nhiều nha. Rồi, okay. Quá bự luôn. Qua rất là thoải mái nha. Đang vô đó các bạn. Cái phần bên này thì đang làm cái công viên nha. Cho mình được biết thì cái ở dưới cầu, ở dưới cái cống này thì đều làm công viên hết nha các bạn. Phần đường bên đây thì đi qua cống cái lớn đây, mình sẽ đi thẳng lên trên kia thì sẽ gặp cái cống cái lớn nha. Tầm khoảng một cây cây ngoài số đó các bạn. Đây là cái nhà mà gọi là cái nhà vận hành ở cống này. Như cái làm xong. Do là hiện tượng năm nay nước mặn vô sớm thì những anh em ở đây thì cho cống mở trước khi hoàn công nha các bạn. Còn những cái hàng, những cái lan can thì chưa xong nè. Còn đang trong quá trình gọi là làm đẹp đó các bạn. Cái đường này thì 12 mét nha. Thoải mái mà chạy luôn. Ở dưới này thì anh ghe anh đang vô nè. Ủi vô là ghe thẳm luôn.
Hiện tại là cái mực nước trên sông Cái Bé mình thì nước đứng nha. Bạn thấy không, cái cửa kia đóng lại thì tất cả các ghe thuyền vô rất là thoải mái. Khi mà vô đầy cái âu thuyền này thì mình sẽ đóng cái cửa phía sau lên của anh ghe khổng này nha, rồi mình sẽ mở cửa trước cho anh đi qua. Quá đã luôn, bên đây rất là nhiều những anh em sáng dây sáng cuốc từng nhóc ở trên này. Anh kia anh cũng vô nữa nè. Mình thì rất là thích cái cống này các bạn, từ thiết kế tới trang trí cũng rất là hiện đại luôn. Đây thì mình mở chốt bằng ben thủy lực nha. Những cái cống khác thì không có sáng lập lên cái âu thuyền, thì những anh em qua thì cái mực nước nó trên lệch khá là cao. Còn đây thì mình sẽ có âu thuyền đây. Ở bên thanh cái âu thuyền này thì mình sẽ có những cái thanh nhựa đây các bạn. Mấy cái này thì cũng rất là mắc tiền đây. Lắp đặt đây để mà hạn chế va chạm và hao mòn nha. Từ cái thanh bê tông đến cái phương tiện mà va chạm vô thì cũng rất là an toàn. Mình đang đợi cái anh ghe này lên nè. Quá wow, anh đi lên rất là kỹ. Xà lan. Trên này có chiếc xe cuốc bự quá trời bự. Từ cống mà mình di chuyển theo cái con đường mới làm này thì cũng tầm khoảng 4 cây số các bạn. Để mà ra cái quốc lộ 61 nha. Đây là cái phần bên ngoài này các bạn, do là hiện tượng ngược nắng thì mình cũng không có quay nhiều cho các bạn xem nha. Quay ngược nắng thì nó có cảm giác rất là ngứa mắt nha. Đây, lát nữa mình sẽ mở cái cống này và sẽ cho anh em ghe qua đường này nha các bạn. Bên này thì cũng vẫn có một cái công viên đây. Đây, những anh em vẫn còn làm nha. Trụ này thì rất là cao luôn. Bên kia thì mình có hai cái cửa chính các bạn, mỗi cửa 35 mét nha. Cái âu thuyền này cũng tầm khoảng 25 mét thôi các bạn.